Sáng ngày 8 tháng 5, lãnh đạo phường Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam cho hay vụ cháy xảy ra khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày. Lúc này nhân viên bảo vệ của trường cao đẳng điện lực miền Trung, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm trong khuôn viên nhà trường nên điện báo lực lượng chức năng. Sau khi nhận thông tin, Công an thành phố Hội An phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện có mặt hiện trường. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo lãnh đạo phường Tân An, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số nhân viên của nhà trường đưa được 12 xe điện ra ngoài, trong đó có 6 xe bị hư hỏng. Còn lại 40 xe điện bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn cũng làm một dãy nhà bị cháy xém, rất may không có thiệt hại về người. Ông Đinh Hoa, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, cho biết đây là những xe điện du lịch của doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng trong trường để làm bãi đỗ xe. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được Công an thành phố Hội An điều tra, làm rõ. Sáng ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đêm ngày 25 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo cháy nhà dân tại khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 2 tầng kinh doanh đồ điện tử gia dụng, trong khi đó cửa cuốn không thể mở được. Cảnh sát xác định chủ hộ là ông N. T. T. Mắc kẹt trong nhà nên đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy. Sau khi vào được bên trong, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu. Đám cháy được cảnh sát dập tắt hoàn toàn sau đó, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Theo công an tỉnh Phú Thọ, sau khi được sơ cấp cứu kịp thời nạn nhân đã nhanh chóng hồi phục. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ. Trưa ngày 24 tháng 4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết trên khu vực biển Lý Sơn xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu kéo theo xà lan chở đá khiến 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Bà Hương nói, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện nên đã báo cho lực lượng chức năng hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Theo cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi lúc 4 giờ cùng ngày. Tàu kéo Long An 06695 kéo theo xà lan Long An 06883 đang từ kỳ Hà Quảng Nam đi Lý Sơn Quảng Ngãi trên hành trình đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Vị trí chìm xà lan ở tọa độ khoảng 152.314 n 1090 e vị trí tàu phát tín hiệu AIS cuối cùng. Ngay sau khi nhận thông tin sự cố, nhiều lực lượng đã đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng di chuyển trên biển mà cảng vụ hàng hải Quảng Nam cung cấp thì trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Hiện cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đồn biên phòng huyện Lý Sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên ngoài ra cảng vụ cũng thông báo cho trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để hỗ trợ phương tiện tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin để đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát bản tin. Thông tin từ hiện trường vụ chìm thuyền khiến 4 người mất tích trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh, đến khoảng 14 giờ 40 phút ngày 25 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Hai thi thể sau đó đã được đưa về trung tâm y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự. Lãnh đạo thị xã Quảng Yên cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn theo sát, động viên, chăm lo và hỗ trợ chú đáo cho gia đình người bị nạn. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thân mất tích 20 triệu đồng. Tại hiện trường đã triển khai phương án mò lặn, già câu, kéo trã để tìm kiếm ở dưới lòng sông và các lực lượng ra soát ở hai bên bờ, đồng thời canh chừng ở Hạ Lưu sẵn sàng trục vớt các nạn nhân. Tuy nhiên hiện nay, nước sông Chanh đang thủy triều lên, gây không ít khó khăn cho công tác khoanh vùng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Trước đó vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh xảy ra vụ chìm đắm phương tiện thuyền nan. Khi xảy ra tai nạn, trên phương tiện có 6 người cùng nhau đi khai thác thủy sản, gồm bà Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, là người lái thuyền, và 5 người khác đều có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Trong quá trình di chuyển gặp dông lốc khiến phương tiện bị lật và chìm đắm, 4 công dân có tên là Cường, Hương, Nghĩa và Mơ mất tích. Bà Nguyễn Thị Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhịp, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Hai, xã Liên Vị, bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn. Cho đến thời điểm này, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động nhân lực tiếp viện, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Ngày 25 tháng 4, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày tại khu vực sông Tranh, đoạn qua địa bàn phường. Vào thời điểm này, trên chiếc thuyền nan có chị NTT. Sinh năm 1979, chú khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, chủ phương tiện và 5 người khác đi làm thủy sản. Trong quá trình di chuyển từ bến đò phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An thì gặp cơn rông lốc khiến lật thuyền làm 4 người mất tích. Qua xác minh ban đầu, 4 người mất tích gồm NTH sinh năm 1982, NTM sinh năm 1983, NTN sinh năm 1979, cùng chú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, DTC, sinh năm 1966, chú thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Riêng chị NTT cùng NTN bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã. Ủy ban Nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An. Thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an, huy động trên 250 người và 12 tàu xuống tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tính đến 8 giờ 30 phút, công tác tìm kiếm chưa có kết quả. Hiện... Ngày 25 tháng 4, cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ việc ba nạn nhân được tìm thấy thi thể trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn, Quảng Ngãi không có tên trong danh sách thuyền viên mà đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, sau khi xảy ra vụ tàu kéo và sàn lan bị chìm trên biển Lý Sơn, ông Lê Văn Trung ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, Long An đã đến Quảng Ngãi để nhận dạng người thân. Theo ông Trung, khi nghe tin qua báo đài về vụ tai nạn nói trên, ông đến nhà em gái Sang Minh và biết em rể là Võ Văn Sông có đi trên chuyến tàu gặp nạn, ông Trung vội bắt xe ra Quảng Ngãi để nắm tình hình. Khi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân, đã tìm thấy thi thể, ông trung nhận ra danh tính của ba người. Ông trung nói, ngoài thi thể em rể Võ Văn Sông, hai thi thể khác cũng là người quen ở cùng xã Long Hậu Đông có tên là Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân được xác định ở tỉnh Long An. Các gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê an táng. Như vậy, so với khai báo đăng ký danh sách ban đầu của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng cơ khẩu Cảng Kỳ Hà Quảng Nam, thì tên của thuyền viên trên tàu không đúng. Cụ thể, trong khai báo có 5 người gồm Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí. Còn Võ Văn Sông, Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước không có trong danh sách thuyền viên khai báo với đồn biên phòng cửa khẩu Càng Kỳ Hà, Quảng Nam ông nguyễn minh tuấn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh là chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết trong hợp đồng chỉ thuê ông phạm văn hiệp làm thuyền trưởng còn ông hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì công ty này không nắm được ông tuấn nói sự việc đến nước này tài sản cũng mất hết rồi chỉ mong kiếm được người thôi chúng tôi chỉ nghe năm người trên tàu chứ không biết chính xác là bao nhiêu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn là đơn vị thuê tàu và xà lan để chờ đá cho rằng, theo hợp đồng thỏa thuận giữa công ty với phía chủ tàu, trên tàu và xà lan có 3 người. Tuy nhiên, theo quy định phải có đủ 5 người thì tàu mới hoạt động được, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thợ máy. Do đó, công ty có thuê thêm hai người là ông Bùi Minh Trí, thủy thủ và Võ Văn Nhiều, thợ máy, để vận hành xà lan và tàu kéo theo đúng quy định. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn cho biết công ty có thuê ông nhiều ông chí làm việc và trực tiếp trả tiền công theo chuyến. Còn vì sao lại có sự khác biệt về thuyền viên thì công ty không hiểu được. Chuyến xà lan gặp sự cố là chuyến chờ đá hộp thứ năm được thực hiện để chờ đá từ Cảng Kỳ Hà ra đảo Lý Sơn. Tối ngày 24 tháng 4, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để chỉ đạo công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo và sàn lan bị chìm ở gần đảo Lý Sơn. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị làm rõ vì sao danh sách đăng ký và số lượng thuyền viên thực tế trên tàu kéo và sàn lan bị chìm lại khác nhau. Ông Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị vận tải phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức bảo quản thi thể các thuyền viên và tạo điều kiện thuận lợi đưa người nhà các thuyền viên đến Quảng Ngãi để nhận diện lần nữa, đồng thời hỗ trợ tối đa về phương tiện để đưa các thuyền viên xấu số về quê an táng. Ông Sang nói, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích, các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vì sao có sự thay đổi danh sách thuyền viên trên tàu.